Dạ, em chào mọi người ạ. Dạ. Em chào Trần Công, chào Dương Thường. Em chào anh Long Thủy, em chào anh Trang Nguyễn Thanh Bằng. Em chào chị Hào Huỳnh. Chào Hà Phương Ái. Chào Nguyên Hà. Chào bạn Huyền, bạn yêu dấu. Xem mà bức xúc quá. Xem ngày hôm qua, sáng hôm qua giáo xứ Cao Bằng đăng cao, giáo xứ đăng cao ở Hà Tĩnh nè. Xem mà chịu hết nổi luôn đó bà con. Em chào chị Thu Trương, chào Hùng Phạm. Anh Nguyễn Thanh Bằng ở Nghệ An mà không có nói lên cái vụ này để lên tiếng cho các em học sinh ở quê anh nè. Cảm thấy cực quá. Thấy bức xúc quá khi mà các em học sinh ở trong Hà Tĩnh này mất cái quyền của trẻ em, bị tước quyền trẻ em, cảm thấy mình bức xúc, của mình cũng làm mẹ mà. Yeah, em chào anh Phùng Phạm, em khỏe ạ. Yeah. Phải khỏe mới chiến đấu được, anh không khỏe phải cố khỏe. Có cả chăn rắt luôn á. Cái giáo xứ đằng cao ở trong Nghệ An nó có cả cái sự chăn dắt, giống như là mình gọi là cái bọn mà ăn xin ăn mày mà bị cái bọn bảo kê, cái bọn xã hội đen bảo kê đấy, cái bọn đại ca này bảo kê đấy, ngoài xã hội những cái em trẻ mồ côi lang thang cơ nhở ấy, thì có những cái thằng tú ông tú bà gì đó chăn dắt, những cái thằng đại ca đầu đường xó chợ. Thì ở cái giáo xứ đăng cao này cũng thế, có một số vài một cái thằng linh mục hay là nó thử một cái số cái thằng chim chó chim mèo thì nó ra nó chăn dắt các em như thế này, thì mọi người thấy có ức chế không, có thấy đau lòng không? Đấy, tuổi thơ các em ở đâu, nhân quyền của các em ở đâu, nhân quyền con người, rồi cái quyền cao nhất là cái quyền gì, cái quyền học sinh, cái quyền mà tuổi thơ của các em đó. Xét nó ra là chị đi. Chào Trần Duy. Chịu không nổi luôn đó. Mình cũng làm mẹ mà sao mà mình thấy cái coi cái quyền con người của cái quyền con người đã cao rồi, mà cái quyền của một cái đứa trẻ thơ như vậy, một cái quyền học sinh, cái quyền được đến trường, được đi học, được vui chơi, được đi học, được đến trường như bao những đứa con khác, những biết bao nhiêu các bạn học sinh ở trường khác, mà tại sao mà cái số thành phần cha mẹ mà để những em bé thế này mà mua muội tới mức độ mà để cho thằng linh mục nó chăn dắt con mình bị bỏ học, phải nghỉ học nắng lô như thế này, không biết là cha mẹ nghĩ gì. Chính cha mẹ của các em bé này là trách một phần, trách được cái thằng linh mục chó đẻ là một phần này bà con ạ. À, đúng không? Em chào anh Trung Đỏ, chào em chào chị Hải Yến Trần ạ. À, chị chào Mai Dương. Không hiểu là đấy, bây giờ chúng ta không thể nói gì nhiều cả, không cần phải nói ở đâu xa cả, địch quanh ta này, giặc quanh ta, phản động quanh ta hết luôn, nó không có đi đâu xa lạ cả. Đó, mọi người thấy đau lòng không? Quá đau lòng đúng không? Khi mà các em học sinh nắng nôi như thế này này mà phải nghỉ học. Ở bây giờ khi mà cái đoạn cuối của clip này em xem á, thấy cái trường học nó tan hoang ra, chẳng có học sinh học gì cả, bàn ghế như vậy đó để chống trơn chống trải, mà các cha mẹ là cầm cặp cho con đứng ở cổng trường và còn ủng hộ khuyến khích, đúng không? Còn khuyến khích con đi nữa.
Thì cái một phần các em là một cái tuổi trẻ thơ, các em đi trong thế trắng gì đó, ngây thơ trong trắng, các em được quyền hưởng thụ những cái gì tốt đẹp nhất cho mình, cái mầm non của tương lai. Mà sao cha mẹ đứng bé con nhỏ xíu à, đứng chờ cho các em học sinh để đi biểu tình và ngồi đứng ở đó chờ đợi như thế là biểu tình ấy. Đó, có cả chân dắt luôn nhé mọi người. Đây này, cái thằng đây này, đây này, chân dắt đàng hoàng nhá. Đây, có người chân dắt đàng hoàng đó. Có khác thì xã hội đen không? Có khác thì cái bọn mà nó bẻ giò những em bé mà mồ côi, những lang thang cơ nhỏ, nó bẻ giò, nó cắt tai, nó móc mắt ra, nó bắt đi ăn mày ăn xin đâu. Cha mẹ có nghĩ đến tương lai của các em không? Mà đứng ở cổng trường học và bế một đứa con nhỏ xíu để cầm cặp cho con nhà mình để đi biểu tình. Biểu tình cái gì? Các em còn chưa hiểu hết cái sự đời, các em còn chỉ trong cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi vô tư, mà cha mẹ đồng ý để cho thằng Minh Lục nó dẫn dắt con mình một cái mua muội thế này thì chính cha mẹ không cho con mình được cuộc sống bình thường nè. Thì đòi hỏi cái gì, các em đòi hỏi cái gì? Cô giáo sai, nhà trường sai thì đã có pháp luật xử lý rồi, đúng không? Tại sao biết nhà trường sai? Biết nhà trường sai, biết cô giáo phạm luật thì là mình là cha là mẹ, cái người bảo vệ mà tối thiểu cao nhất cho con mình, bảo vệ cho con mình là không có gì cả. Pháp luật cũng chưa chắc là bằng, pháp luật cũng chưa chắc là bằng. An toàn nhất là khi con được ở vòng tay bảo bọc cho cha mẹ mình. Vậy mà cha mẹ đã đẩy con vào con đường tội lỗi thế này nữa, trời ạ. Sao mọi người khốn nạn thế nhỉ? Làm cha làm mẹ như kỳ cục vậy. Mọi người thấy có đau lòng không? Cái này là phản động, nó phản động ở gần nhất chúng ta nè, ở cạnh hàng xóm nhà ta luôn này. Bên tay phải cũng là phản động, tay trái phản động luôn. Không phải chiến đấu thì sao phạm ra cho xa cả, đúng không mọi người? Trời ơi, có đau lòng không trời ơi? Gây rối là một nhẽ rồi, gây rối là một nhẽ rồi à, Trần Duy em. Nhưng cái vấn đề là cướp đi cái quyền, làm cái quyền họ trẻ thơ của các em này, đúng không? Làm bẩn dơ bẩn một cái trang, cái tương lai của các em đây. Không biết cha mẹ nghĩ gì, thật sự là đau lòng luôn đó. Mình rất là đau lòng. Đây phải tên nắp luôn. Chào Đình Sơn. Nó khốn nạn chưa? Quá khốn nạn không? Đây này, khốn nạn chưa? Bây giờ bắt đầu nó ngưng một thời gian, bây giờ nó lại kiếm chuyện các em học sinh nhỉ? Cô giáo đánh học sinh hay cô giáo phạm tội thì cô đã có pháp luật xử rồi. Nhà trường phải kỷ luật, không nó căng lắm là đuổi việc cô giáo, đúng không? Nếu xúc phạm thân thể mà quá và thân thể mà để bị thương các em thì cô giáo phải chấp nhận ra khỏi ngành và đi tù từ 3 tháng tới 1 năm tới 2 năm. Hà cớ gì mà bắt con mình nghỉ học rồi nắng nôi như thế này, rồi các mẹ cũng đi đằng sau ủng hộ. Chính cha mẹ còn không bảo vệ được con mình mà. Vậy thì làm sao mà dạy dỗ con mình được đấy. Mà các em đến trường đã bị cô giáo hành hạ rồi vậy. Vậy thì mình là người mẹ, mình bảo vệ con. Tại sao các mẹ không đi biểu tình đi mà đuổi các em đi biểu tình như thế này? Các mẹ có quyền đến phản ảnh mà, có quyền đi biểu tình. Tại sao để cho các em khổ sở thế này? Có cả cái bọn chân dắt nha mọi người, khốn nạn chưa? Quá đau lòng không? Cứ 5-7 mét là có một thằng hoặc một cái con đi chăn dắt các em như vậy này. Khổ sở chưa? Mình cũng là mẹ, mình không hiểu các mọi người ở cái giáo xứ này, nó không biết là nó cái có hiểu biết gì về cái quyền bảo vệ của con mình không? Làm người mẹ mà không bảo vệ được con mà đẩy con một con như thế này, đây là nghỉ học này. Nghỉ học trước mắt là thiệt bản thân mình, thiệt cho con mình đã. Sau này làm nhem nhuốc cái tư tưởng của con mình là lớn lên hơi tí là bạo động. Làm cha làm mẹ còn không có ý thức, không có cái sự bảo vệ tốt nhất cho con mình, mà cứ nghĩ là pháp luật phải bảo vệ, còn mình đẻ ra là kệ mẹ pháp luật bảo vệ con mình, đúng không? Này chăn này, chăn dắt này, kinh tởm chưa? Đó, thằng này này, chăn dắt đây nha mọi người. Khốn nạn chưa? Trường học mà đẹp, trường học rất là đẹp, trường học cực kỳ là kiên cố. Thật chứ mình không mơ, mình không nghĩ là ở Việt Nam có những trường học đẹp như vậy đâu.
cái cửa, cái cửa đi ra vào cái nhà 4-5 tầng, cái trường học rất là đẹp nhá, cái cửa rất là bằng bằng cái song gỗ rất là chắc, rất là đẹp, rất là bóng bẩy sạch sẽ. Ở nước ngoài chắc gì được cái trường học như thế này, chốc mọi người xem, cuối còn lấy mà xem, cái trường học rất là đẹp, khang trang sạch sẽ, 4-5 tầng luôn á, sân trường rộng rãi, cây cối xanh tùm, cái cuộc sống mà hòa bình đến như vậy rồi còn đòi hỏi gì hơn. Cô giáo phạm tội thì cô giáo phải chịu trách nhiệm với nhà trường, đúng không? Với pháp luật phải có hình phạt thích đáng. Mắc mớ gì mà đẩy con mình ra đường như thế này đây này. Sau này lớn lên lên con nhà mình hơi một tí cũng tôi tưởng là bạo loạn. Cha mẹ không đáp ứng được nhu cầu cho con mình theo nguyện vọng, khi mà con em ra đời không ai bị rủ rỗ ăn chơi đi, quay về bắt cha mẹ phải đáp ứng được nhu cầu. Các em cha mẹ không có điều kiện nhu cầu, các em lại có tôi tưởng bạo loạn từ bé như thế này đây này, thì chính cha mẹ đang đẩy con mình vào tù tội, vào những cái sau này những cái mầm mống của cái tội phạm. Thứ nhất, thứ hai là sau này lớn lên nữa các em sẽ có tư tưởng cực đoan cực kỳ. Các bà mẹ ở cái giáo xứ gì đây này, giáo xứ đăng cao này, hãy tỉnh táo lại đi, đừng có để mà mua muội tới mức độ vào uống một chén thánh, một giọt nước thánh thôi mà để con cái mình như thế này, khốn nạn chưa, quá mất dạy không, chịu không nổi luôn đó, mình xem mà mình cho